xin chào mọi người Hôm nay mình làm video này muốn giới thiệu cho mọi người một dòng bút treo giá khá là vừa túi tiền mà chất lượng cũng rất là tuyệt vời luôn nha Như trong video các bạn có thể thấy là cái thiết kế của cây bút này khá là mập Theo mình thì nó cầm rất chắc tay Khi mà mình nhận được hàng thì những cây bút này nó có một cái đầu bảo vệ ngò như thế này Vì cây bút này mình thấy chỉ có shop quốc tế trên Shopee là bán thôi còn ở Việt Nam thì hơi ít các shop nhập cái bút này Các bạn thông cảm cho cái phần squat bút này nha Tại vì không hiểu sao mình quay dính một ít tóc Các cái sút quay sau thì sẽ không bị dính tóc nữa nha Hiện ở trên Shopee thì mình thấy bút có tổng 20 màu Và có bán lẻ lẫn cả bán theo bộ Một set thì sẽ gồm 5 bút theo tông màu các bạn có thể thấy phần thiết kế của bút lẫn vỏ ngoài Nó đều là chữ tiếng Trung hết Nên là mình cũng không biết cây này màu gì luôn để tìm mua thì ở trên shopee của cái shop nước ngoài đó Nó sẽ đánh số từ 1 đến 20 Theo mã màu để mọi người có thể tìm mua dễ dàng hơn Ở trong set thì mình đang swatch Mã từ 10 đến 20 Của cái hình ở trong shop nước ngoài đó Còn hai màu cuối là màu 1 với lại màu đen Mình cũng không biết màu đen là màu số bao nhiêu nữa Mọi người có thể nhìn thấy là cái mực bút ra rất là đều và không bị tắc mực Đây là cái điểm mình ưng nhất của cái bút này Tại vì nhiều cây mình dùng kể cả ca cô đi chăng nữa thì nó cũng hay bị tắc mực ấy mọi người Nhưng mà mình thấy sau một thời gian thì cái ngòi, cái, cái nét bút đi nó sẽ mạnh hơn Về độ lem của bút thì nó cũng không đáng kể Mình đang squat bút trên giấy ca long và độ lem của nó mình thấy cũng không có vấn đề gì hết Đây là mình vừa viết rồi mình sẽ bôi đi liền Còn đây là mình viết xong mình để khoảng 10 giây rồi mới bôi đi nha mình đã xài ra rất nhiều loại bút rồi và để bỏ tiền ra mua các màu khác nhau nữa thì mọi người cứ yên tâm về chất lượng của cây này nha